Hello, xin chào anh em. Hôm nay thấy hơi là lạ lạ ha. Thì hôm nay thì bên mình chuẩn bị cho thuê cái stereo này nên là phải chỉnh sửa một chút xíu. Thì tận dụng cái không gian này thì mình livestream. À, nó hơi khác khác một chút để cho chúng ta thay đổi không khí. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái sản phẩm vô cùng hấp dẫn của hãng Smart. Hôm nay thì anh em ủng hộ Smart rất nhiều và thật sự là mình sẽ tập trung hỗ trợ CMARK trong việc tạo dựng thương hiệu tại Việt Nam Tại vì hãng này mình thấy chất lượng rất là tốt và giá thì quá rẻ dành cho anh em luôn Và Thích Tự Làm sẽ cùng đồng hành với Cmart để mang những sản phẩm giá rẻ chất lượng đến cho mọi người Hàng Cmart là hàng sản xuất tại Đài Loan Hàng này thì so với KINH TONY hay này nọ thì chất lượng nó sẽ đâu đó là 80 à, Nhưng mà giá của nó thì rất là rẻ luôn nha anh em Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng những anh em rất là thích Đó là bộ TARO RANG đây là bộ taro mà bữa trước mình có giới thiệu cho anh em một cái bộ tương tự nhưng mà cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn bộ này thì nó xịn hơn một chút nên giá nó sẽ mắc hơn mã nó là a 1011 một cái bộ taro như vậy mà nếu mà anh em mua bình thường thì giá nó không dưới một triệu đâu ha trong khi cái bộ này nó chỉ có ba trăm mấy à có ba trăm mấy chục ngàn mà chúng ta đã sở hữu được một cái bộ taro răng à, hàng Đài Loan luôn, Taiwan nè, anh em coi nè, Taiwan Simac Practical Đó, ghê không? Đây, cái bộ của chúng ta nó được đựng trong một cái hộp bằng kim loại luôn nha anh em bằng kim loại chứ không phải là bằng nhựa ha chúng ta xài là yên tâm ta hàng cơ khí mà hàng cơ khí là thường người ta sẽ đựng bằng kim loại luôn đây có cái dao một giấy này kiếm dao học giấy rồi ok mình sẽ mở ra cho anh em xem nha cái bộ này thì với tiêu chí bán hàng của thích tự làm là luôn mang đến cho anh em một cái giá rất là tốt cộng thêm là một cái dịch vụ tốt nữa ha và uy tín của thích tự làm cũng như là uy tín của thích làm mộc nói chung đó anh em yên tâm khi anh em mua hàng cái hộp này cứng quá ta tao <laughs> tất cả nó mới anh em ha nó mới ha đây Ê, đẹp quá anh em ơi đây anh em xem một cái bộ như vậy nó sẽ có cho mình một cái tay quay nè ha một tay quay là kẹp này là kẹp mâm ở đây nó sẽ có từ M3, M4, M5, M6 à, Cái ren này là ren 0.1, M7, M8, M10, M12 và M... Cái này là cái M18 Cộng thêm Ở trên này thì nó sẽ có những cái mũi taro trong, màu vàng hết nha anh em Những mũi này là mũi xịn, nó sẽ mạ thêm một cái lớp bạc ở đây Để làm chi? Để cho nó Bền hơn, nó bén hơn, nó smooth, smooth hơn, tức là nó mình mình làm nó cái đường ren nó ra đẹp hơn nó không có bị ba dớ nhiều ha và đây nó sẽ có một cái tay quay để kẹp mấy cái mũi này nữa à, thì tương ứng với mỗi một cái mâm này nó sẽ có một cái mũi này một cái taro trong và một cái taro ngoài và cái giá thì vô cùng rẻ bây giờ mình sẽ cùng nhau xem mà người ta bán bao nhiêu trước nè ha giống như mấy hôm nay mình hay chia sẻ cho anh em đó thì mình sẽ xem coi là người ta bán bao nhiêu rồi sau đó là mình mới coi tới mình 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 sẽ để một cái mức giá tốt cho anh em luôn trên cái laptop lên đây làm cho nó dễ nè con này mã là CMAT c CMAT à, A011 A101 chứ, A1011 đó anh em cứ tìm thoải mái trên mạng đi ha anh em sẽ biết nè Shopee đang bán là 345 ngàn, Laiyada bán 320 nè Sen đỏ bán là 364 ngàn nè ha anh em thấy không rồi đâu đó là 350 và mức giá rẻ nhất của cái bộ này đó là 320 ngàn và chúng ta sẽ cùng nhau xem ở thích tự làm đang bán cái mức giá là bao nhiêu A1001 Ủa xin lỗi em Ờ à, Vậy cũng gần ra luôn ha 1011 nha 1011 cái mã kia là mã khác nha A1011 CMAX đang bán với giá chỉ có 320 ngàn thôi Quá rẻ luôn nha anh em 320 ngàn chúng ta đã sở hữu được một bộ taro răng Nó ngon quá trời luôn Nó ngon hơn người yêu cũ của mình nữa ha nha TAP and die, 20 bc set đó nói tiếng anh tiếng việt tà le học me hết nói chung đây là một cái bộ chất lượng tốt mà mà giá thành thì mình nói với anh em là rất là rẻ còn nếu anh em muốn mua cái bộ xịn hơn thì mình cũng có bán luôn cũng của hãng xe anh em có thể xem cái bộ taro 40 chi tiết cái này là 20 thì nó rẻ hơn còn 40 chi tiết thì nó mắc hơn thôi 40 chi tiết giá của nó là 532 ngàn mình đảm bảo với anh em là cái giá mình bán vẫn là tốt rất là tốt tốt nhất thị trường luôn anh em mua hàng ở ở thích tự làm là vừa có giá tốt vừa hàng chất lượng vừa có người review dễ thương đẹp trai như mình và những bạn khác nữa quá đã rồi anh em muốn mua sản phẩm này thì hãy xem bình luận bên dưới à, phần miêu tả của mình cũng sẽ có cái sản phẩm này ha hoặc lên website của thích tự làm com gọi cái mã là a không một xin lỗi anh em a một không một một thì nó sẽ ra ha rất là rõ ràng ok đừng quên đăng ký kênh youtube của thức tự làm cũng như của sao là một để không bỏ lỡ những cái sản phẩm chất lượng cũng như bình dân giá rẻ đến từ thức tự làm tôi là vinh chúc anh em luôn luôn vui vẻ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại yeah.